VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn. Nếu như các bạn đang muốn tìm hiểu về những cái sản phẩm của dàn karaoke âm thanh thì các bạn hãy đến với VDA, tại vì chúng tôi luôn có phòng thử để cho các bạn test những sản phẩm một cách thoải mái. Và đồng thời thì chúng tôi còn có một cái đội ngũ tư vấn tận tình đến từ các nhân viên của VDA. Và bên cạnh Nghĩa ngày hôm nay là một chiếc đầu karaoke đang được lựa chọn số 1 hiện nay của người tiêu dùng. Và không phải ngẫu nhiên mà nó được nhiều người ưa thích đến như vậy, mà nó sở hữu rất là nhiều tính năng siêu vượt trội. VDA sẽ dành riêng một cái video để nói về tính năng. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu và đập hộp chiếc đầu karaoke ca cộng của thương hiệu Ariran này. Cái thùng đầu karaoke ca cộng Ariran của chúng ta thì nó có màu vàng các bạn. Mặt trước thì in cái thương hiệu Ariran rất là rõ màu đỏ. Rồi có tem hàng Việt Nam chất lượng cao nè. Rồi tem tự hào thương hiệu quốc gia nữa. Đây là cái tên sản phẩm của chúng ta nè, karaoke thông minh Smart ca cộng. Hình ảnh của đầu karaoke được in rất là rõ, thương hiệu Ariran, rồi tên Smart ca cộng đây. Còn ở dưới đó chính là những cái tính năng cơ bản của đầu karaoke. Thì có MIDI, MTV karaoke nè, điều khiển bằng màn hình cảm ứng nè, điều khiển bằng smartphone hay máy tính bảng, tải ứng dụng, kết nối wifi, giao tiếp USB, chuẩn nén video hay xem phim HD. Còn ở mặt trên thì vẫn là cái thương hiệu Ariran. Rồi có các cái phụ kiện như là điều khiển từ xa, cáp HDMI, cáp AV, danh mục bài hát. Còn ở góc phải này á là cái tem hướng dẫn sử dụng và cái tem xác nhận hàng thật giả cũng như là bảo hành sản phẩm. Thì nhìn chung á thì các bạn có thể thấy là bên ngoài của bao bì của chúng ta đã thể hiện khá là chi tiết về cái ngoại hình sản phẩm hay những cái tính năng và kể cả là cái phụ kiện đi kèm rồi. Thì các bạn sẽ làm quen ngay từ cái bao bì sản phẩm rồi đó. Còn ngay bây giờ thì mình sẽ đập hộp để xem là bên trong nó có giống những gì bên ngoài bao bì thể hiện hay không nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng đập chiếc hộp này nha. Đây, đầu tiên thì các bạn hãy quan sát sản phẩm của chúng ta được bao bọc một cái bịch xốp khá là chắc chắn và kín ở đây. Và hai bên thì được cố định rất là chặt chẽ bởi những cái tấm xốp khá là dày và bền. Thì điều này sẽ giúp sản phẩm của chúng ta tránh va đập nè, bị rung lắc hay là rơi ra khi di chuyển. Và đồng thời cũng là chống bụi, chống trầy xước nữa. Và mình sẽ lấy chiếc đầu karaoke này ra. Khá là chắc nha các bạn. Đó. Đây là chiếc đầu của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là bên trong có đầy đủ những cái phụ kiện chi tiết mà bên ngoài bao bì sản phẩm đã thể hiện hay không. Đây chính là chiếc danh mục bài hát cập nhật đến Vol 64. Đây là cái Vol khá là mới và đầy đủ những cái bài hát vô cùng chất lượng. Tiếp theo thì chúng ta có remote, có dây nguồn, đây là cáp AV, dây HDMI, sách hướng dẫn sử dụng. Và không thể thiếu đó chính là cần anten để thu và phát sóng. Và là đầy đủ những cái phụ kiện chi tiết mà bên ngoài bao bì sản phẩm đã thể hiện. Đầu karaoke Smart ca cộng thương hiệu Ariran của chúng ta thì có màu đen, được thiết kế khá là nhỏ gọn và sang trọng các bạn. Mặt trước á, thì các bạn có thể thấy một cái điểm đặc biệt vô cùng ấn tượng, đó chính là thay thế hoàn toàn những cái nút vật lý thành những cái nút cảm ứng đèn LED hiển thị. Và mặt trước thì chia thành 3 khu vực. Khu vực đầu tiên là bên trái thì sẽ có cái thương hiệu Ariran màu trắng, ngay bên dưới là cái nút nguồn. Khu vực chính giữa thì có một cái đèn để kết nối với điều khiển từ remote. Còn đây là cái màn hình LED để thể hiện những cái thông tin khi mà cái đầu ca cộng của chúng ta hoạt động. Ngay bên dưới đó chính là tên Smart ca cộng. Còn khu vực bên phải á, là những cái nút cảm ứng điều khiển đầu karaoke này. Ngoài ra thì có nút Home và nút Back. Mặt trên thì có cái
thương hiệu Arian được in chìm. Góc bên dưới, tem hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn nè. Sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu mặt sau của cái đầu karaoke. Rất là nhiều cổng kết nối, cổng kép USB, cổng HDMI, cổng dây mạng. Đây là cổng kết nối với dây nguồn và khe ổ cứng. Như vậy thì Nghĩa và các bạn đã cùng xem qua cái thiết kế của đầu karaoke K cộng mang thương hiệu Arian. Nhìn chung thì vô cùng là hiện đại, nhỏ gọn. Và một cái điểm ấn tượng đó chính là thay thế của hoàn toàn những cái nút vật lý ở mặt trước thành cái nút cảm ứng đèn LED hiển thị. Thì điều này sẽ giúp cho đầu karaoke chúng ta tăng phần sang trọng cũng như là dễ dàng sử dụng, là một điểm cộng trong lòng người tiêu dùng. Sau khi đọc hộp và review chiếc đầu Smart K cộng mang thương hiệu Arian thì các bạn có thể thấy nó khá giống với chiếc đầu HiMedia Q10 Pro. Nếu như các bạn yêu thích, hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu chiếc đầu karaoke vô cùng tuyệt vời này với mức giá tại Vida là 11.990.000 đồng, kèm theo đó là rất nhiều phần quà hấp dẫn. Và một lần nữa thì xin nhắc lại với các bạn là nếu như các bạn muốn tìm hiểu, trải nghiệm thực tế những cái sản phẩm của Vida, hãy đến với chúng tôi có phòng thử cho các bạn test sản phẩm trước khi quyết định mua. Và đặc biệt là đội ngũ nhân viên tư vấn vô cùng tận tình, chu đáo, quý vị hãy yên tâm. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.